Xin chào các bạn, mình là Đoàn Đại Chí, mình là nhà báo. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái hình ảnh rất là đặc biệt và cũng là hãi hùng nữa, về một cái con kênh tên là kênh Trời Đánh, và cái cây cầu cũng tên là cầu Trời Đánh như các bạn vừa nhìn thấy hình ảnh đấy. Cầu này tên là cầu Trời Đánh luôn chứ không phải là chỉ là người ta gọi nữa, mà là đây đưa thành thẳng vào tên vì là rất là nhiều lần ở nơi đây, mùa mưa năm nào cũng có cả hàng chục lần sét nó đánh trúng ở cái khu này. Nên bây giờ đây người ta gọi là cầu Trời Đánh, đặt tên là cầu Trời Đánh luôn. Mà cái cầu Trời Đánh này nó nằm trên đường N2 này, qua xã Long Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Nhìn ở đây thì khá bình thường, các bạn thấy không? Khung cảnh xung quanh cái cây cầu Trời Đánh này mình ghi lại này. Nó cũng có con kênh này, có cánh đồng cũng như tất cả những cái nơi khác ở vùng Đồng Tháp 10 ở Long An này thôi. Cái đường N2 này cũng khá là đặc biệt, đây là đường Hồ Chí Minh ấy các bạn. Nó nối từ từ trên Tây Nguyên ra tận ngoài Bắc rồi vòng xuống miền Tây ấy. Nhưng mà đoạn ở miền Tây người ta làm chưa xong nên người ta đặt tên là đường N2, đặt tên tạm thôi rồi. Còn bản chất của nó là đường Hồ Chí Minh ấy. Nó là một đường khác đi dọc đất nước theo theo phía ven ở phía Tây, cũng như là quốc lộ 1A các bạn nha. Đấy, và cái cầu Trời Đánh này nằm trên đường đấy. Các bạn thấy không? Người dân ở đây á, ai cũng sợ về cái cầu này. Nhất là đi mùa này này, trời mưa, nhìn thấy trời tối như này á, mùa mưa đi qua là người dân đây không ai dám đi qua, vì là rất dễ bị sét đánh. Ở đây là năm nào cũng có vài ba người bị sét đánh và hàng chục lần bị sét đánh ở đây mà không ai biết tại sao. Nhưng mà vì cái kinh nghiệm người ta thấy bị sét đánh nhiều quá, đến khi làm đường xong người ta làm luôn cả cái cây cầu Trời Đánh. Ở đây á, có một thời gian á, người ta còn sợ đến nỗi là người ta phải bỏ chữ chữ đánh đi thành cầu trời thôi để cho đỡ bị sét đánh. Mà các bạn biết làm sao, bỏ chữ đánh đi thành chữ cầu trời thôi mà vẫn bị sét đánh hoài không à, nên là bây giờ vẫn còn thành chữ cầu trời đánh đấy. Mà ở ở cái tỉnh Long An này hay lắm nha, không phải chỉ có cầu trời đánh này đâu các bạn, mà còn có một con kênh cũng tên là kênh Trời Đánh luôn. Cái con kênh này còn nguy hiểm hơn vì nhiều người đã bị chết ở cái ven cái kênh này. Cứ mùa mưa năm nào cũng hàng chục người bị sét đánh, rất là nhiều người bị chết ở đây ghi lại thật. Rồi mình cũng đã xuống rồi, nó ở Mộc Hóa này các bạn, cũng cách chỗ này hơn 20 cây à, cũng gần gần đây, nó cũng ở quanh khu Đồng Tháp 10 này nhé. Nhưng mà cái con kênh Trời Đánh ở Mộc Hóa kia nó còn ghê hơn là cái cầu Trời Đánh này, vì nghe người dân bảo, các bạn biết thì sao, ngày xưa á, là cái kênh đấy nó đào từ thời Ngô Đình Diệm á, thời Việt Nam Cộng Hòa các bạn, mà Ngô Đình Diệm cho đào con kênh đấy, nhưng mà con kênh đấy nghe nói nó phạm húy trời, không được đào, mà ông ấy cố tình ông ấy đào nên là trời phạt, cứ năm nào cũng có người bị đánh, bị sét đánh, trời sai thiên lôi xuống đánh, rất là ghê. Không biết là cái chuyện đấy có thật hay không, nhưng mà có một cái sự thật chắc chắn là cái kênh Trời Đánh ở đấy là người dân ở Mộc Hóa ai cũng biết, nó gần chỗ cầu 79 đấy các bạn, ở chỗ Tân Lập ấy, chở cái đấy thì nguy hiểm. Mình đi qua là bây giờ nó đi từ các bạn, nếu mà đi 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 từ ngã ba Tân Thạnh các bạn đi xuống Vĩnh Hưng là đi qua, nó ghê lắm. Về đây nghe hỏi dân địa phương ai người ta cũng biết nhé các bạn, cái cầu, cái con kênh Trời Đánh nó rất nổi tiếng và năm nào cũng có người bị sét đánh, rất là nhiều người bị sét đánh chết rồi. Nó thành cả một cái lời nguyền đấy các bạn, nó thành những cái câu chuyện dân gian ở đấy rất là ghê đấy, mà không ai giải thích được vì sao cả. Ngay cả cái cầu Trời Đánh này cũng cũng vậy à, người ta ghi cầu Trời Đánh vậy thôi nhưng mà không ai biết vì sao, chỉ biết là năm nào cũng sét nó cũng đánh. Đó. Nên là thôi thì mọi người bảo nhau thì cứ thấy trời sầm 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 tối hay là có cơn mưa gì là đừng đi ngang qua cây cầu này các bạn nha. Nếu mọi người mà đi đi thì cũng nhớ nha, vì nó cũng khá gần Sài Gòn này. Từ Bình Chánh mà các bạn đi đến cầu Trời Đánh này chắc chỉ 30 cây số thôi các bạn nha. Ai mà đi mùa này cũng đang là mùa mưa này, nếu mà đi chơi về miền Tây thì nhớ đừng đi qua cái cây cầu này nha, rất là nguy hiểm, không ai biết trước được điều gì, nhất là mùa mưa nhé các bạn. Đấy, mình có thờ có kiêng, có thiêng có lành các bạn, các bạn cứ tránh đi là tốt nhất nha. Đấy, mình chia sẻ như vậy nha. Và nói chung là cũng nên tránh vì là có nhiều đường các bạn đi được mà, đâu có phải nhất thiết phải đi qua cái cầu Trời Đánh này. Nhưng nếu mà trời nắng thì mình đi qua cũng không có sao, vì mình nghĩ trời nắng chắc thiên lôi nó không có xuống ha. Đấy, nhưng mà đây cũng các bạn cũng coi để biết thêm một cái kinh nghiệm thôi. Đấy, là mình nếu mà đi về miền Tây mà đi qua qua đường N2 này thì nhớ đừng đi qua đây nhé các bạn nha. À, xin chào mọi người coi thì nhớ đăng ký dùm mình nha.